Xin kính chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại video clip mới trên kênh của dòng sự kiện nha. Thì cùng với kênh mình đi cập nhật một số thông tin liên quan đến drama của chị Hồng Loan, sóng gió gia tộc và đặc biệt là câu chuyện liên quan đến nhân thân và chứng minh thân phận của chị Hồng Loan. Mới đây nhất trên trang cá nhân của mình, anh Nguyên Vũ và chị Ni có một bài viết chia sẻ về việc xét nghiệm ADN đã được xét nghiệm từ lâu. Thì đúng như dự đoán, mình cũng vừa mới làm một clip liên quan đến thân phận của chị Hồng Loan thông qua bài viết của ca sĩ Nguyên Vũ và chị Ni. Thì mới đây khoảng 1 giờ, tức là giờ này là khoảng 12 giờ đêm đó nha, 12 giờ đêm, thì cô Kim Tho, biệt danh là Khọt Xèo Kim Tho, có chia sẻ là một cái bài viết của một cái người mang tên là Sammy Nguyên, Sammy Nguyên hay Sammy Nguyễn gì đó thì mình cũng không có quan tâm vấn đề tên đó. Nhưng mà người này thì lại có những cái thông tin phản bác lại cái việc mà anh Nguyên Vũ và chị Ni đi thử ADN cho Hồng Loan. Thì bài viết của Sammy Nguyên chia sẻ như sau: Loan có ADN 100% con ruột của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh thì đưa ra tòa yêu cầu tòa đình chỉ hủy bỏ các đơn kiện của cô Sáo đi, tôi ủng hộ. Thêm là Loan có ADN 100% con ruột của cố nghệ sĩ ưu tú Cú Linh thì đến gặp BH Media lấy hợp đồng đi, tôi ủng hộ. Cho tôi hỏi, nhà nước Việt Nam có hai ủy ban quận Phú Nhuận phải không mọi người? Hay có ai đó đang cố tình ngồi xổm chưa lên pháp luật Việt Nam? Hàng triệu con mắt dòm ngó, không đùa đâu nha. Rồi thì ở đây cô ta thắc mắc thì mình cũng cũng hiểu cái gì thắc mắc là việc mà hai cái văn bản gửi đến cho chị Loan. Có nghĩa là cái văn bản đầu tiên, theo mình cập nhật, cái văn bản đầu tiên là văn bản vào ngày 15 tây tháng 8 được bên phía tòa án yêu cầu bên Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận cung cấp những cái thông tin liên quan đến nhân thân của chị Hồng Loan. Thì trên cái văn bản này thì hồ sơ tất nhiên là những cái thông tin giấy tờ liên quan chị Hồng Loan đều là có được lưu trữ. Ở đây nói một câu là được lưu trữ nghe, được lưu trữ tại Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận. Không có quan trọng việc là lưu trữ bằng giấy hay là lưu trữ như thế nào, nhưng mà tòa hay là bên quận đã nói rồi. Đó là việc lưu trữ tại quận Phú Nhuận nha cả nhà. Đó là ngày 15 tây tháng 8. Nó là số 12 13 xẹt IB ND về việc nè cung cấp tài liệu chứng cứ công an đến. Nói không? Có nghĩa là những cái văn bản này là được bên phía tòa án và công an gửi đến, được yêu cầu của hai bên tòa án và công an để gửi về Phú Nhuận, và từ bên Phú Nhuận đó gửi ngược về bên tòa án để cung cấp những thông tin liên quan đến chị Hồng Loan cả nhà. Thì trên đây cũng có một cái thông tin nè, nơi ở thường trú nè, rồi nghề nghiệp là chính xác nghe ha, rồi hồ sơ đăng ký khai nhận con nuôi vừa ông Võ Văn Ngoan sinh năm 1958, bà Võ Thị Hồng Loan. Bản giấy không còn lưu trữ tại quận nên không thể cung cấp theo bản yêu cầu. Có nghĩa là bên tòa của bên công an yêu cầu cung cấp cái vấn đề liên quan đến hồ sơ những con nuôi, nhưng mà trên tòa nhưng mà trên phố của Phú Nhuận chỉ lưu trữ những cái thông tin về hộ tịch của chị Hồng Loan liên quan đến nhân thân của chị Hồng Loan thôi nha, còn vấn đề kia thì không còn nha cả nhà. Nó thì hôm nay là ngày 6 tây tháng 11 thì chị Hồng Loan cũng mới vừa nhận được một cái văn bản phúc đáp của Ủy ban nhân Phú Nhuận về việc là trả lời đơn đề nghị của bà Võ Thị Hồng Loan. Tức là ngày 18 tháng 10 chị Hồng Loan có gửi một cái ý kiến đối với việc mà bà Nhung, nghĩa là cô Sáo Hồng Nhung, nó khẳng định hồ sơ đăng ký khai sinh của bà Võ Thị Hồng Loan là giả mạo đó cả nhà. Nên ngày 6 tháng 11 hôm nay là bên Ủy ban nhân quận Phú Nhuận gửi một cái trả lời đơn đề nghị của bà Võ Thị Hồng Loan, nó xem xét là việc mà nói về việc mà giả mạo của bà Hồng Nhung là thế nào. Thì bên Ủy ban nhân quận Phú Nhuận cũng trả lời lại cho chị Hồng Loan một cái văn bản phúc đáp đó cả nhà. Thì trên đây thì tra cứu vào cái sổ hộ tịch đang lưu trữ tại quận Phú Nhuận
khai sinh số hiệu nè 116, đăng ký nè 21/3 1992, thể hiện như sau: thông tin là tên của chị Hồng Loan nha, còn nơi sinh, bệnh viện phụ sản nè, họ tên mẹ thì không có thông tin, họ tên cha là cố nghệ sĩ, rồi cậu giới ngoan 1958, nơi thường trú là 215C/1 Phan Đăng Lưu, phường 1, quận Phú Nhuận. Tất cả thông tin đều đúng như mà về cái văn bản mà ngày 15 tháng 8 bên phía quận cung cấp cho tòa án và công an ở nhà cả nhà, nên chúng ta không có cái gì mà lăn tăn về vấn đề này. Còn cái người này thắc mắc vấn đề đó thì họ đang cãi cùng ở nhà ơi, cãi cùng vấn đề đó ha. Ở đây là Hồng Loan là người con hợp pháp của cậu Năm, nên mọi chuyện ở nhà cứ yên tâm về vấn đề mà nhân thân, tất cả rất là rõ ràng. Còn những người mà chưa có hộ khẩu, chưa có một tờ giấy lụm lưng để tạm trú thì đang tranh giành tài sản thì lỡ là những người đáng chưa chết ngay cả nhà, thì chúng ta vẫn chờ xem như thế nào. Và cái bài viết này không phải đơn thuần mà mình đọc lên, mà bài viết này được chia sẻ bởi Khọt Xèo Kim Tho. Nó Khọt Xèo Kim Tho chia sẻ bài viết này, rất là chia sẻ bài viết này của bà này làm gì nó cả nhà. Nhưng mà mình nhận thấy cái bất cứ thông tin gì mà liên quan đến Hồng Loan mà công kích Hồng Loan thì đều được bà Kim Tho này chia sẻ. Nó chia sẻ với mục đích là để hạ bệ, mà trong khi đó bà Kim Tho này với Hồng Loan chả có liên quan gì hết. Nó về người trong thân gia đình của bà cũng chả có liên quan gì, bà chỉ có chồng là ông Tiểu Linh thôi, nhưng mà chưa chắc gì hai người có tính thôi, có đăng ký kết hôn hay không, cái đó mình không biết. Nhưng mà mỗi lần mà liên quan đến những cái gì mà có lợi cho Hồng Loan là bà đều chia sẻ ngược lại từ một cái bài viết của những người mà bên phe nhóm của họ. Nó thì mình phân tích trả lời cho bà bên đây biết vấn đề đó là hai văn bản khác nhau tại hai thời điểm nha, và cái nơi mà để tiếp nhận văn bản á là cũng khác nhau. Một nơi là trả lời phúc đáp về việc bà Nhung tố cáo Hồng Loan là về việc mà làm hồ sơ giải chiếc khai sinh, thì ủy ban nhân quận đã trả lời cho Hồng Loan là xong nha. Còn cái văn bản ngày 15 tháng 8 đó là văn bản được gửi đến quận Phú Nhuận về nhân thân của Hồng Loan và trả lời ngược lại cho bên phía của tòa án và công an để họ làm chứng cứ sau này. Còn việc mà bà Nhung và những người liên quan có nói về giả mạo thì hãy cung cấp bằng chứng cụ thể để cho cơ quan tiến hành xác minh. Trường hợp xác minh mà không có thì bà Nhung phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước mọi những gì mà bà nói nghe. Chứ không phải đơn giản đâu, là bà muốn nói gì bà nói. Bà cho là bên đây giả mạo chữ ký, giả mạo làm hồ sơ khai sinh thì bà phải chứng minh được ai là người đi ký hồ sơ cho Hồng Loan. Đó, không lẽ Hồng Loan tự đi ký lúc đó Hồng Loan 4 tuổi à? Rồi ai là người mà cho là giả mạo, tên gì, nó bà có bằng chứng gì không thì hãy trưng cầu ra để cho bên cơ quan chức năng họ xem xét. Còn nếu như trường hợp bà không có vấn đề mà liên quan đến giấy tờ mà cho là giả mạo thì cái người mà sẽ ủ tờ thì mình nghĩ chắc là sẽ là bà cô Sáu này chứ không ai hết. Thế cả nhà ha. Liên quan đến ADN của Hồng Loan được sự cho phép của bên ngoại của Hồng Loan thì anh Vũ và chị Ni cũng đã đi làm xong từ rất là lâu đó nha, cách đây khoảng 2-3 tuần trước rồi. Bây giờ thì anh chị mới đưa lên nhẹ thôi để cho bên kia có những cái động thái gì mới không. Thì mà khi đưa lên như vậy thì bên kia họ lại có những cái động thái rất là lạ lẫm nha. Họ rất là giống như cà khịa vậy đó, cà khịa. Hỏi đó là cậu mắc rồi thì làm sao mà có được những cái thông tin liên quan đến mẫu máu hay mẫu mô. Nhưng mà trong một lần gặp thì bác sĩ Long và những người trong cuộc thì họ đã nói là những cái mẫu máu khô hay là những cái mẫu tóc, mẫu mô trên của nghệ sĩ vẫn còn lưu trữ cả nhà. Nên mình cũng không tin. Và mình đã sợ tìm kiếm một thông tin là mẫu máu khô được xét nghiệm ADN không. Thì sau khi mà mình tìm kiếm thông tin như vậy thì nó trả về một cái thông tin thế nè. Trong vòng 0,29 giây mà đã có 86.800 kết quả trả về. Mình sẽ đọc kết quả cho cả nhà nghe nha. Mẫu máu khô có thử ADN được không? Song với sự phát triển của hệ thống phân tích gen thế hệ mới, bạn có thể xét nghiệm ADN từ các nhiều loại mẫu chứa ADN khác nhau như
máu tươi, máu khô, gốc chân tóc, móng tay, móng chân, dịch tinh trùng, tế bào niêm mạc miệng, cuốn rốn, vân 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 vân, rất là nhiều cái cách để thử ADN cả nhà. Thì bên kia thì họ không còn gì nói. Khi mà mình tung ra những thông tin liên quan đến Hồng Loan về những cái gì mà hợp pháp nhất của Hồng Loan, thì họ lại dùng những cái văn bản này để đi làm ngược lại, và họ lật lại những cái văn bản mà mẫu ADN của Hồng Loan được đồ họa Photoshop cả nhà. Tại vì Photoshop đồ họa họ up lên là để họ công kích lại bên phía của Hồng Loan cả nhà. Thì chúng ta cứ chờ đợi đi, chờ đợi thông tin thế nào thì kênh sẽ cập nhật thêm. Và sau khi kết thúc clip thì mời cả nhà nghe một cái sự phân tích của chị Ni, người trong cuộc, sẽ nói với cho chúng ta biết về cái chuyện mà xét nghiệm ADN như thế nào và kết quả nó ra sao. Thì mời cả nhà cùng theo dõi nha. Về vấn đề ADN không có cần thiết phải bổ sung vô hồ sơ pháp lý nha. Chỉ vì cái này giữa riêng Ni, Vũ và bé Loan, có sự đồng ý của bé Loan, phải dùng là từ, dùng cái từ lúc nào dùng cái từ thật tình mà nói á, những cái gì là đều thuyết phục nó, năn nỉ nó đó. Chứ còn thật sự mà bé Loan, để mà bé Loan ra đấu tranh rồi bé Loan ra ai khích bé Loan đều phản bác lại là không có. Bé Loan đều yêu thương ba mình và muốn bảo vệ ba mình thôi. Chứ còn thật sự những cái ngòi luồn mà không liên quan đến hồ sơ pháp lý, bé Loan không có chủ động nha. Cho nên là Ni nói như vậy để mọi người hiểu. Còn cái vấn đề mà ADN á, thì mọi người cứ ai ở bên đó mà thách thức. Và vấn đề mọi người phải hiểu rằng gì nè, cái nhiễm sắc thể của Lơ Loan á là phải xét nghiệm với chú Năm hoặc là bà nội, chứ không thể nào xét nghiệm với chú Bảy cô Sáu được. Nhưng mà những cái mẫu mô còn lưu trữ lại của chú, mẫu máu còn lưu trữ lại của chú, có thể xét nghiệm với Loan ra kết quả. Và từ cái mẫu máu đó hoặc là cái mẫu mô đó xét nghiệm với anh em ruột của chú Năm sẽ ra kết quả. Sau đó lá hai bên đối chiếu lại với nhau, thì nếu mà bên nào thách đố thì cần có sự chứng kiến của hai bên. Nhưng mà Ni á, cái Ni của Ni á là Ni không có phải là bổ sung vô, có nghĩa là theo luật thì ADN không cần phải bổ sung vô hồ sơ pháp lý nha. Loan là con hợp pháp của chú Năm, trên giấy tờ rõ ràng thì không cần bổ sung ADN. Nhưng vấn đề nếu như bên đó mà cảm thấy, nếu như Ni á, mà cái Ni của Ni á, thì Ni muốn như vậy, Ni với anh Vũ và cả Trang Bùi ơi, chuẩn bị kịch bản mới nhất là xét nghiệm ADN giả hả? Trang Bùi nghe nói nè, Trang Bùi là bên nào vậy? Bây giờ trả lời cho Trang Bùi này nha. Trang Bùi trả lời cho Trang Bùi và Trang Bùi lắng nghe nè. Đây, câu hỏi này là Ni sẽ giải đáp cho bạn biết nè. Đó, chuẩn bị kịch bản mới nhất là xét nghiệm ADN giả. Mình sẽ trả lời cho bạn nè. Loan không thể nào xét nghiệm với chú Bảy và cô Sáu. Loan chỉ xét nghiệm với chú Năm và cái mẫu lưu trữ của chú Năm, mẫu máu khô và mẫu mô của chú Năm sẽ xét nghiệm với Loan, và từ lấy cái mẫu mô và mẫu máu của chú Năm sẽ xét nghiệm với chú Bảy, và chú Bảy với cô Sáu thì xét nghiệm được thôi nha. Thì bạn nói với, nếu mà bạn bên đó thì bạn nói bên đó cần phải chứng kiến hai bên. Tại vì bây giờ mà đem, nếu mà về nhiễm sắc thể mà để bạn có kiến thức á, bạn sẽ hiểu rằng á, thì Loan bây giờ chỉ xét nghiệm được với ba mình và bà nội thôi. Nhiễm sắc thể của Loan là XY, bạn hiểu không? Thì sẽ xét nghiệm với XX của bà nội, với bà ba mình. Thì bạn nên nhớ là bây giờ chỉ có bà nội và ba, mà bà nội thì mất rồi, ba cũng mất rồi, thì cái việc chỉ còn mô của chú Năm và mẫu máu khô của chú Năm mới xét nghiệm với Loan. Thì cái mẫu máu hoặc là mẫu mô của chú Năm xét nghiệm với Loan trùng khớp rồi, để có ADN giả hay không thì cái mẫu mô và mẫu máu của chú Năm sẽ xét nghiệm với chú Bảy cô Sáu. Bạn có hiểu điều đó không? Nếu bạn có kiến thức là bạn nghe cho rõ như vậy. Đó, mình vấn đáp cho bạn, bạn nghe rõ nha. Cho nên việc mà như vậy đó thì Ni không đơn giản để Ni tung ra. Ni tung ra một cách đơn giản và Ni muốn nó có giá trị. Giá trị những cái gì hồi trước đây thách đố, Ni muốn đem lại công bằng cho Loan hết.
đem lại những gì Loan đã bị tổn thương, những gì Loan đã bị tổn thất về tinh thần, cho nên cần có một sự cá cược. Bạn hiểu ý mình nói không? Cho nên là bạn nói là chuẩn bị xét nghiệm ADN giả. Thì tất nhiên rồi, khi mà bên này á, mà đã tung ra bằng chứng, tung ra căn cứ, thì có phải chứng kiến của hai bên. Chứ không phải là đem không không mà post lên như vậy, rồi nói ừ tôi đây, tôi có bản xét nghiệm ADN nè. Bạn có hiểu không? Thách đố thì phải ra cái cuộc. Hay chính xác. Đó, Minh Trần hiểu ý của Ni đó. Ni là như vậy. Có nghĩa là bên đó nói gì nói. Đã thách đố thì phải có cá cược. Và cá cược thì phải thích đáng. Bên đó mắc cái gì, bên đó chịu cái gì, để ra mà đem cái bản ADN. Có sự chứng kiến của hai bên, chắc chắn một điều sẽ là như vậy. Chứ không phải là trời ơi lên trên bot lên rồi, post lên rồi đấu đá với nhau, bên này nói bên này giả, bên này thật. Đâu có đưa như vậy được. Cần phải chịu chứng kiến công bằng. Để chi là ngậm họng ngậm mồm lại hết. Còn ví dụ như ở bên đó nào là cô tao nghiến rồi, nào là nít Sammy xanh gì đó, mấy cái chị mà bộ não chỉ để trưng bày chơi vui thôi đó, thì nếu xét cần thì bay về Việt Nam. Nếu không có tiền, không có tiền mua vé, Ni nghèo nghèo Ni cũng mua vé cho về nha. Cái này là Ni nói thật nha. Ví dụ vé bên Pháp bao nhiêu, Ni khổ lắm, Ni không có tiền đâu, Ni có thể lau nhà lau cửa Ni có thể, nhưng mà Ni có thể mua vé được. Ni gom góp Ni mua cái vé ở Pháp về được, Ni gom góp Ni mua cái vé ở Mỹ về được. Và Ni cũng không cần quyên góp của ai hết trơn á. Tiền của Ni mua vé cho về, để chứng kiến được là những gì thời gian qua phát ngôn, những gì mà cái sự nhận thức là mọi người có, mọi người cho rằng mọi người là học cao, hiểu rộng, mọi người là tác giả của cái kịch bản này, kịch bản kia, thì mọi người sẽ về đây chứng kiến được là mọi người hiểu được là cái xét nghiệm ADN như thế nào nha, về huyết thống. Cho nên là nếu mà không có tiền, hoặc là thiếu tiền, hoặc là những cái thành phần mà ở đây nào là anh Thà Ghi Tanh, rồi anh gì mà Ford Em, Ford Phương Lê, rồi Ford Anh Nguyên Vũ đồ đó, tập trung lại hết, chúng ta ra một cái cuộc cá cược với nhau như vậy thôi. Có sự chứng kiến của mọi người, chứng kiến của cơ quan chức năng, đơn giản vậy thôi, chứ có gì đâu mà phải lên trên đây rồi lên trên Facebook rồi nối mông nối cụi, cái gì cũng phải có bằng chứng hết. Phải làm cho ra ngô ra khoai, chứ còn vấn đề lên mà cứ bên này phản biện, bên kia phản biện, mà nói mông nói cụi rồi lên chửi nhau để được cái gì. Ni không có chửi, mỗi lần lên livestream là Ni muốn kể sự thật cho mọi người biết về cái tình hình như bên này như thế nào, về cái đường đi nước bước về pháp lý như thế nào, tới đâu rồi đó. Chứ còn Ni đâu có lên đây mà Ni chửi lộn. Ni chưa bao giờ, mọi người thấy không, những cái status của Ni á là chưa bao giờ Ni đi lên chửi lộn hết. Và Ni nói tục tiểu hay là nói bậy, nói vô văn hóa, phát ngôn tầm bậy tầm bạ hết trơn á. Mọi người có thấy không, mọi người có thấy những cái livestream của Ni không? Chưa bao giờ Ni to tiếng. Ni chỉ có một cái livestream đầu tiên là Ni khui cái sự thật ra. Tại vì khi mà Ni biết được cái vi bằng, Ni biết được âm mưu như thế nào thì Ni nói cho mọi người nghe thôi. Chưa bao giờ Ni lên Ni phát ngôn mà vô văn hóa, Ni chửi ông này chửi bà kia hết. Ni chỉ nói chính xác như vậy thôi. Đó,